Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng giao lưu với Đinh Ngọc Diệp vài câu. Thường thì trước khi em ra đường thì em chuẩn bị mất thời gian là bao lâu? Vài tiếng. Tại sao lại lâu đến vậy? Tóc nè, rồi trang sức nè, rồi túi sách nè, rồi giày nè, rồi make up, trang điểm nữa, nói chung là... À, tức là trước khi ra đường là phải phục chế khuôn mặt lại hả? Làm rất nhiều. Em không. Tôn trọng người nhìn. Không, anh nói thật là em quá đẹp, quá chuẩn, nên không cần phải sửa gì nữa cả. Anh nói thật. Dạ. Em chỉ sửa cái tính là ngon luôn. Em nghe lời anh tiếp thu và em sẽ cố gắng. Không, thực sự ra thì nếu mà tự làm được thì giỏi rồi. Còn nếu không có người, có nhiều người không tự làm được thì phải... Phải có người khác làm thay cho mình. Phải nhờ về tóc tai. Đúng rồi. Về quần áo. Ừ. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì được cái là anh tự hất tóc luôn. Nên ảnh không tốn tiền làm tóc. Thật ra, một trong những thí sinh của chúng ta đang ở phòng chờ bên trong. Chưa là thợ cắt tóc. Đang chờ đợi. Vâng. Đó chính là anh Kiệt. Nhìn vô gương nói về chính bản thân của mình, quá khứ là một người rất là xấu, quần áo thì bận lúc nào cũng lòi bụng lòi ngực ra hết, còn bây giờ mình không còn những cái nọng thịt ở dưới đây nhiều nữa, mà từ từ nó dần nhỏ lại, có thể mốt mặt mình sẽ vi lai. Đó là một thử thách cực kỳ kinh khủng, càng chạy thì cái lực nó càng tăng lên và cái đôi chân mình nó càng mỏi. Sau cái thử thách đó mình có ngồi lên xe cho một bạn nữa kéo. Tới một cái đoạn á thì chiếc xe của mình nó bị mất kiểm soát và nó va vào vách tường. Mình choáng váng hết luôn. Có lẽ là buổi hoạt động ngoài quá nhiều chấn thương với của mình. Thì tuần này thể loại nhảy đó là disco và fun style. Khó khăn của Kiệt tuần này trong phần tập luyện đó là Kiệt phải làm quen với bạn nhảy mới đó là biên đạo Xuân Thảo. Nhưng mà hai người hợp tác cũng rất là vui. Chị Thảo đã dựng cho Kiệt một bài nêu rõ sở trường của Kiệt. Mình làm cái bài nhảy này thì nó thiên về popping, cho nên nhanh quá nên lúc đầu cũng không theo kịp lắm, nhưng mà từ từ giờ cũng bắt được nhịp của bài nhạc. Tiêu chí của mình trong tuần này là mình sẽ khoảng giảm được khoảng 4-5 kg. Hy vọng là mình sẽ có một màn trình diễn thật là bùng nổ, và hy vọng là tất cả quý khán giả cũng như ban giám khảo yêu thích bài nhảy của mình. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong, I learned how to carry on. Mời nhận xét của ban giám khảo ạ. Bài này rất là dễ thương. Kiệt, anh đang thấy là mỗi tuần em đang mạnh khỏe hơn. Vì mấy cái bưng bê trong cái bài này, mấy cái bưng bê rất là phức tạp. Thảo lộn qua cái lưng của em đúng không? Xong Thảo cũng lên cái vai của em cũng quay. Và em làm mấy cái động tác đó rất là mượt. Rất mượt. Anh muốn nhắc lại mấy cái tuần đầu em hay bị đơ trên sân khấu. Nhưng mà trong cái bài này không có gì đơ. Chúc mừng em, bài rất hay. Cảm ơn anh Trần Huy. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Trước tiên tôi phải khen Xuân Thảo cái đã. Bởi vì em đã chọn một cái bài để em dựng á, nó rất là hợp với cái anh chàng này. Bởi vì cái nghề anh này là cái nghề thợ cắt tóc mà. Và em đã dựng một cái bài dựng á, nó rất là duyên dáng và rất là khôn khéo. Kiệt càng lúc càng tiến bộ trong từng cái bước nhảy. Và anh hy vọng rằng bước nhảy của em đã đẹp rồi. Và với cái sự nỗ lực của em nữa thì cái phần giảm cân của em
nó sẽ đem lại kết quả cho em sẽ cao hơn. Cảm ơn anh Hoàng Linh. Và thưa các bạn, có những động tác rất là khó và thực sự cuốn hút người xem, và yếu tố bất ngờ là cũng có luôn. Một thể thi rất là đã mắt dành cho người xem cũng như là các bạn ấy. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Và sau những lời khen tặng vừa rồi thì không biết ban giám khảo dành cho anh Kiệt những con số như thế nào đây ạ? Anh Hoài Linh. Tôi khen cách diễn, tôi khen lối nhảy và tôi khen cái sự nỗ lực của các bạn. Tôi phá lệ trong đêm nay, đầu tiên tôi sẽ cho các bạn 9 điểm. Xin cảm ơn. Anh John Huy Trần. 8 điểm. Rất là cao rồi đúng không ạ? Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Điểm trung bình của anh Kiệt 8,3 điểm. Xin chúc mừng. Một nửa số điểm còn lại của bạn đang chờ đợi ở phía trước. Xin mời hai bạn tiến lên chiếc cân. Cân nặng cũ 130 cân. Cân nặng mới 126,8 cân. Giảm 3,2 cân, tương đương 2,5%. Và tổng điểm của bạn sau phần thi vừa rồi là 10,8 điểm, xin chúc mừng. Số điểm hiện tại cao nhất thuộc về thí sinh Anh Khoa 11,6 điểm. Và số điểm thấp nhất thuộc về Thủy Tiên